Tép kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay bên cửa hàng em xin giới thiệu các bác một cái lô đẩy tổng cộng có 20 con, có tên là Giang G, model là MD2006, tức là hai kênh, mỗi kênh 600 mót ở 8 ôm và 900 mót ở 4 ôm. Thì cái đẩy này nó đánh được hai cặp full, hai cặp full 30 hoặc là đánh full đơn 40. Ok các bác nhé. Thì số lượng của nó bên này là tổng cộng là có 20 con các bác ạ. Thì, ở đây thì bên em mới bóc tạm thời ra là một mấy con để quay clip để giới thiệu cho các bác. Thì lô đẩy này thì nhìn bề ngoài nó khá giống với con đẩy trước đây bên em bán, là con đẩy màu F MD2006. Thì con này cũng là MD2006, tuy nhiên là con màu F thì nó chạy máy LA, còn cái con này thì nó chạy mạch Class H. Mạch Class thì là một trong những cái mạch mà bên Nam Tép bán trong thời gian qua nó rất chi là nhiều các bác nhé, rất chi là nhiều. Nó là một trong những cái dòng đẩy có hiệu suất cao, giá thành tốt và đặc biệt là độ ổn định rất chi là cao, hầu như là rất chi là bền, phải nói là trâu, dòng đẩy rất chi là trâu. Thì cái do là nó chạy mạch Class cho nên mà các bác không nên hỏi nó chạy bao nhiêu xòa các bác nhé. Nếu các bác mà thích dùng xoài nhiều thì các bác lựa những con mạch khác, ví dụ như bên cửa hàng em đang có con mạch là ESS A650, con nó chạy 36 xòa, công suất là 650W, con nó giá là 5 triệu 500 ngàn đồng. Nói luôn, các bác có thể click vào cái đường link ở phía trên thì các bác xem con đẩy đó. Thì con đẩy nó chạy mạch tức là mạch Class AB, nó là hay gọi là mạch thường ấy. Số lượng sò nó rất chi là nhiều, tuy nhiên công suất nó chỉ đạt được là 650W thôi. Nguồn nó thì to hơn con này nhưng công suất nó cũng không lớn hơn con này nhiều. Thì cái đó là gọi là mạch thường. Dòng đó thì nó dễ 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 sử dụng, tức là dễ hư dễ sửa. Tuy nhiên hiệu suất nó không cao như dòng này. Dòng này là hiệu suất nó cao cho nên mà nó rất ít là sò. Con này chạy có 16 sò thôi các bác ạ. 16 sò và bù bù áp bằng MOSFET, cho nên mà các bác gặp những cái dòng đẩy này thì các bác không cần phải đếm sò. Chúng ta tính theo công suất và giá bán thì cũng tính theo công suất các bác nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi phần nội thất của con này cho bác xem nhé. Đây, và phía mặt trước của nó là thế này. Đấy, nói chung là đang còn bụi bặm nên bọn em chưa vệ sinh cả. Đấy, bây giờ em sẽ đi nội thất cho bác xem. Thất của cái đẩy mà sau khi bên em đã tháo ra, thực sự là khi chúng ta tháo cái ruột này ra thì chúng ta khá là bất ngờ là rất chỉ là sạch sẽ, hầu như là không cần phải vệ sinh. Chỉ có một chút bụi thôi, chúng ta phải để ý kỹ chúng ta mới thấy những cái lớp bụi của nó. Như đây, chúng ta để ý này, ngay cái đâu chúng ta thấy bụi ở đây. Đây, chúng ta sẽ có bụi ở trong này, để ý kỹ. Nói chung là hàng rất là sạch đấy, trong này cái lớp bông của nó mà chỉ có một chút bụi thôi, đấy, không cần phải vệ sinh quá nhiều đấy. Chúng ta thấy thậm chí là toàn bộ mạch của nó là đang còn rất là sáng và sạch các bạn, cực kỳ là sạch. Trong cái quạt này nó cũng thế, nó chỉ có một lớp bụi rất là mỏng, hầu như là dùng hàng máy dùng nước thôi, cực kỳ là đẹp luôn. Nếu như các bác mua những cái hàng này về, các bác thì yên tâm về cái chất lượng, hầu như là hàng mới dùng ít cho nên mà có lẽ là cũng phải còn dùng chán chưa có bị lỗi. Đấy, cho nên mà những cái hàng như thế này là bên em là rất là thích, nhập về hầu như là không có con nào bị hư cả, 100% là sống, mà đôi khi là cái bán này không có sợ phải bảo hành, tại vì là máy rất là đẹp các bác, cực kỳ là đẹp luôn. Nhớ cho tay. Thì cái dòng này thì như em cũng đã nói là nó chạy mạch Class H, mạch Class H nha các bác nhá. Nó là mạch Class H. Dòng này là có hai do đây này, có hai nguồn điện cấp. Đấy. Điện tức là điện hai hai nguồn điện cấp. Còn nguồn điện là cấp để nuôi chính cái con sò ở đây, và một nguồn điện phụ để nó bù áp. Đấy, chúng ta gọi là điện có bù áp ấy. Thì những cái dòng đấy mà nó có bù áp thì nó rất là khỏe, khỏe và hiệu suất nó cao. Mạch Class H thì như trước đây bên em đã giới thiệu rất nhiều lần rồi, là một trong những cái dòng đẩy mà rất chi là bền bỉ. Nó rất chi là bền và là một trong những cái dòng đẩy hiệu suất nó cao. Như chúng ta để ý rằng nếu như chúng ta mua những cái mạch Class AB ấy, nếu như mà tầm quân sự công suất của cái dòng đẩy này, ví dụ như tầm 600W, thì cái nguồn của nó chất lên lên rất là to hơn con nguồn này rất nhiều. Tại vì là sao nguồn to? Tại vì nó nhiều xòa thì nó cái hiệu suất nó không cao, nó bị hao tổn nhiều, cho nên mà cần phải cái nguồn lớn hơn để nó cấp điện, nó cấp cấp điện cho bên công suất. Tuy nhiên là nó cấp 10 nhưng mà nó chỉ có ra khoảng 5 hoặc 6 thôi. Đấy, nhưng cái dòng này thì hiệu suất nó cao hơn. Nó cấp 10 nó có thể là ra được 8 9. Đấy. Thì cho nên mà cái nguồn của nó không còn to giống như những cái dòng đẩy khác. Tuy nhiên là cái biến thế này cũng tầm hơn 1.000W rồi. Biến thế này chúng ta để ý là biến thế này cũng hơn 1.000W các bác nhá.
Toàn bộ những cái linh kiện ở đây chúng ta thấy là đều là chạy sòn RG. Những cái dòng đẩy hiện nay là nếu chúng ta mà đẩy chạy sòn RG thì luôn luôn tí nó sẽ hay hơn so với những tòa Toshiba. Tuy nhiên tòa Toshiba thì nó cũng có cái ưu điểm của nó là chúng ta đánh sấp thì nó sẽ hay hơn là sòn RG. Còn nếu như chúng ta đánh lọc full thì sòn RG thì nó sẽ hay hơn. Thì như con này thì nó chạy thì tổng cộng nó chỉ là 16 sò thôi các bác ạ. 16 sò, tuy nhiên là nó có một con bốn con mô phép ở đây là nó bù áp. Thì cái mô phép đây mới là cái con khỏe, cái con này là con đắt nhất ở trong cái đây. Mà sò này thì chúng ta mua thì nó không đắt. Sò xịn của nó cũng rơi vào tầm khoảng hơn 100 ngàn một cặp. Nhưng mà cái con này mình con này là mua, nếu như bình thường chúng ta mua bình thường là 100 mấy chục ngàn một con này rồi. Nếu mà trường hợp mà vì là thực ra là tại sao bên em không sửa, nhưng mà em biết tại vì là khi mà thợ sửa đấy, thợ có những cái đáy bên em đi sửa thì họ tính có tiền con này rất là đắt, vì con này là con mô phép. Mô phép thì rất là mắc đắt tiền, nó không như là sò, mà đặc biệt con này rất là khỏe, con mô phép này rất khỏe. Có những con đáy nó chỉ chạy bốn con mô phép thôi, bốn con mô phép tự nhiên là sẽ bằng mấy chục con sò. Cho nên mà nếu như dòng đáy này em nói là em không tính sò, em chỉ bán là cho bác là em tính theo công suất thì 600W một kênh và 8 ôm và 900W một kênh ở 4 ôm, bác dư sức để đánh hai cặp full 30 thoải mái luôn. Đấy, các bác thấy toàn bộ là sò rất chi này, chúng ta để ý là linh kiện rất chi là xịn và zin. Chúng ta đang zin từ những con ốc bát đây này, nên thấy là ốc đang còn màu màu titan, nó giống như ốc titan ấy, rất chi đang còn bóng. Đấy, từ những cái dây rắc của nó là cái keo của nó đang còn zin nguyên bản, chúng ta thấy không? Đấy, cái keo này, keo đổ dây rắc, nên chúng ta thấy toàn bộ keo đang còn dây rác ở đây nó đều có keo hết, chúng ta thấy không? Đấy, con sò, con tụ của nó, tụ thì rất chi là đẹp, tụ xịn luôn, tụ ở trên tụ nó đều là dập tên của hãng, dập chìm ở đây luôn đấy, chúng ta thấy tụ dập chìm, mà không có con nào phù cả. Đã bảo các bác là hàng sạch đẹp hết, không con tụ nào phù hay là, nói chung là hàng đấy thì em đã nói là nó là hàng đã dùng rồi nhưng mà rất chi là đẹp, dùng lướt, kiểu là họ mới dùng lướt, đấy, rất chi là đẹp. Về 100 con hầu như là sống cả, em khẳng định là lô này có, em chưa thử hết nhưng mà em khẳng định là nó sẽ sống hết đấy, tại vì là những cái lô hàng đẹp như thế này thì ít khi mà nó chết, mà đặc biệt nó lại là mạch class H này á, thì rất chi là bền, bền mà nó ổn định cao đấy. Chúng ta thấy đây, đây con này là có in cái số gì đây, giống như sản xuất 2013, nó lẽ không phải 18 12 2013, không phải đâu, em nghĩ là nó in như thế đấy, mà có lẽ là dòng này sản xuất cao hơn, hoặc là họ để tồn kho, họ mới dùng có ít hay như thế nào mà ra ngoài rất là mới. Nên chúng ta thấy năng người rất đẹp, trên cái bo mạch nó có in này, cái này thì em cũng không hiểu, cũng có thể là cái linh kiện này họ sản xuất cái bo này họ in từ năm 2013 rồi họ mới lắp vào. Đấy, không biết là trên đây nó có còn ký hiệu gì nữa không, ở trên hai cái bo công suất này không thấy có ký hiệu. Nói chung là nó sản xuất năm nào thì bên em nó cũng thực ra là cũng không quan trọng lắm, tại vì nó là hàng đã qua sử dụng rồi thì cũng không biết là họ có thể là họ mới mua, họ mới dùng hay là như thế nào thì cũng không biết, nhưng mà đảm bảo các bác là hàng nó còn sạch đẹp và zin cho các bác là ok. Còn nó sản xuất thì thực ra em cũng không quan tâm được. Thế chúng ta thấy thì toàn bộ là cái con này thì nguồn nó khoảng 10 17 cm, nguồn 17 18 cm đấy. Mặt mũi là rất là sạch, thấy rất là đẹp, sạch đẹp luôn. MD 2006, tức là cái model này nó ký hiệu 2006, tức là chúng ta sẽ là biết là 2 x 600W thì mỗi kênh là 600W. Nên chúng ta hiểu ngầm hiểu như thế. Đấy, rất là đẹp, sạch đẹp các bác nhá. Còn về phía sau của nó đây. Phía sau này nó, con này thì nó đây, chúng ta sẽ có các cái nút là gà đánh bride này, Sitte này, đánh một kênh, đánh Nomo, Sprite, Sitte, đầy đủ hết. Đấy là, hàng rất là đẹp các bác. Đây là cái con số seri của đẩy này. Đấy, giờ Y105 đấy, chúng ta là có số seri đầy đủ hết, không có hàng nó rất là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn, đầy đủ những cái thông số số seri. Hoặc là cũng là thấy để ý rằng ở trên nguồn của nó cũng đều có những cái có QC. QC, cái tem QC này là cái tem mà kiểm định chất lượng. Đấy, họ đều có dán ở trên đây hết. Nói chung là
Về đẩy này thì các bác hãy yên tâm về chất lượng, các bác bảo hành cho các bác 3 tháng luôn các bác nhé. Đấy rất chi là đẹp cho nên mà bên em tự tin, mặc dù là hàng đã qua sử dụng nhưng mà rất đẹp, em khẳng định là rất đẹp. Và em xin kết thúc video tại đây các bác nhá. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng bên em, số điện thoại ngay bên phía dưới màn hình ạ. Cái hàng này thì bên em ship COD toàn quốc các bác nhá. Bác nào mà nhận xe không cần phải cọc, tuy nhiên các bác nhận bên bưu điện này bác phải cọc cho em ít nhất là tầm 200 ngàn thì bên em mới gửi hình, mới gửi hàng được. Vâng, xin kết thúc video tại đây ạ. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác.